two words. Okay. Chữ đầu is similar to dục. Văn dục. Vứt. Vứt. I never heard vứt before. Mọi người có biết đáp án là gì không ạ? Chọi. 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 Dục văn. Trời ơi. Bỏ. What do you say? Bỏ. 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 Từ thứ hai. Từ thứ hai vậy. Từ thứ hai ở trong bảng chữ cái tiếng Việt. Bỏ. Bà. Bỏ. Bỏ. Bỏ bộ. The word is bỏ bê. Bỏ bê. Yeah, you got it. Bỏ bê. Bỏ bê. Làm ơn. This is interesting. Chắc chắn. Bỏ bê nghĩa là gì? Yeah. It means stop getting high. it sounds like get rid of your girl or something. That's what I picture that as. Yeah. You leave something. Yeah. You leave neglect. Something. Yeah. Leave it neglect. Behind. Neglect yeah. something. Hoặc là ngữ cảnh kiểu anh lên nhà em, anh hay khuyên em là đừng bỏ bê sức khỏe đấy, kiểu thế. Oh yeah. Yeah. Bạn đi toilet đứng hay ngồi khi mới thức dậy vào buổi sáng? Vì ai trồng chuối bro. Không, nhưng mà toilet này là đi toilet này là đi toilet nói chung thôi mà. Phải đi cả hai á, đúng không? Em vẫn trồng chuối ạ. Lần gần nhất bạn xem phim con heo là bao giờ? The last time, probably like a year ago. A year ago? Yeah. Ooh, is it like a special occasion? They gotta spice up the relationship every now and then, you know what I'm saying? Okay. Sao từ phim con heo Thái hiểu ngay vậy? Yeah, cái đó bình thường chứ, cái đó nghe ngoài. Từ đấy là như kiểu một từ slang mà anh biết đấy nhỉ? Hai người còn lại trả lời đi. Không, hỏi anh Thái mà hỏi em đâu. Lật do chị, nào làm đi. Thế à? Ông kia. Just the other. Oh, cái này em phải hot dog. Yeah, hot dog. Nó yeah. Sang vào với. Don't try bro. Nào sang xem của em. If they fall off a cliff, who do I save? Em không buồn, anh cứ nói đi. I'll fall with them. Anh tiêu cực nhỉ? Anh tiêu cực nhỉ? Anh không có em vẫn sống vui mà. No, 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 like. Không phải negative thế anh ạ. Anh già rồi, anh vẫn còn. Not tripping. Life goes on. Yeah, life goes on. Life goes on anh. Không quan trọng là ai làm trước, điều quan trọng là người nào làm hay. Ờ thì em có một cái câu đó ở trong cái team song. Xong rồi anh Thái nghe cái câu đó thì anh Thái kiểu nhắn tin cho em kiểu ê rồi anh còn trên Mỹ chưa về Việt Nam chưa có hiểu like Việt Nam I don't like, I'm in America you know what I'm saying I don't understand and all of a sudden he had the call yeah it doesn't matter who did it first who did it best yeah and I heard that line right and I'm like bruh I'm like but I heard that call where I was like damn I think this guy's dissing me man. So anh nói luôn, nhưng mà anh không có biết B-Ray, không biết ai luôn. Yeah. Nhưng mà chỉ biết Suboy. So anh gọi Suboy, anh nói, nhớ câu này anh gửi, Suboy cho bạn. I'm like, this guy dissing me? He goes, man, he's known for dissing, man. He's known for dissing. I was like, man, so I called him, I was like, hey, man. I'm not, you know, I don't know, it's just like and to this day, like mình đi ăn like a few months ago, mình đi ăn ở Việt Nam, I was like, you dissed me up, bro. He's like, no, I'm like, bro, but it's all love, you know what I'm saying? It's all good. Our families hang out, you know, đứa con anh chơi like with their family, vợ chi, vợ anh đi ăn chung nhau nói chuyện, you know what I'm saying? All the family. It feels good, like, bên Mỹ anh không có, anh có nhiều anh em, that's my brothers, I got a lot of brothers, nhưng mà người làm nhạc anh không có nhiều. So why Việt Nam, I have a lot of people that do music, so we connect. Cái energy, cái vibe is real, it's not like no fake shit.